Ở đây là cần phun, của máy và phụ tùng đi kèm. Ở đây có sách hướng dẫn với đường xăng, trước khi sử dụng máy mình sẽ lắp ống phun của máy vào. Ở đây nó có cái đầu ra của máy, mình sẽ lắp ống phun vào. Tiếp theo là mình lắp cần phun. Còn phun rất là dài nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy. Ở đây là các chi tiết của máy. Ở đây là động cơ 4 thì hộp của Honda. Ở đây là bình nhớt của máy. Chúng ta châm nhớt vào đây. Nhớt 4 thì. Tương tự đây là bình xăng. Tiếp theo là ở đây là cần ga của máy, điều chỉnh to nhỏ, ga to nhỏ. Bên cạnh là nút nguồn của máy, đây là nút tắt mở nguồn. Ở đây là cái van để điều chỉnh áp lực của máy, tăng to lớn và nhỏ, áp lực phun. Chúng ta sẽ dặn cái van này, dặn lên hoặc là dặn xuống để điều chỉnh áp lực lớn hay nhỏ. Khi sử dụng máy thì các bạn châm xăng nhớt ở đây. Sau khi châm đủ nhiên liệu thì các bạn mở gió lên. Các bạn để ở mức chính giữa, gió ở mức chính giữa. Rồi ta bơm xăng lên, bơm khoảng 10-15 cái. Tiếp theo là ta mở nguồn máy. Mở nguồn. Các bạn để ga, tăng ga lên tí xíu để khi khởi động máy sẽ dễ hơn. Các bạn để ý cái ký hiệu trên máy, ở đây là ga lớn hay nhỏ, ta để ý cái dấu mũi tên của máy, dạng lên là lớn này. Tương tự ở đây nó có một số ký hiệu đó phun to nhỏ, dạng qua như thế này, dạng ngược theo chiều kim đồng hồ là lớn, dạng ngược lại theo chiều kim đồng hồ là nhỏ. Khi các bạn khởi động máy mà máy nổ nhưng mà các bạn thấy nước, cho chúng ta mở van luôn. Khi mở van rồi máy đã nổ, nhưng khi ta chỉnh ga nhỏ quá nước nó không ra thì ta sẽ vặn ga cho nó lớn thiệt lớn, vì tại vì máy mới nên một số trường hợp nó sẽ bị nghẽn không đủ hơi thì nó đẩy nước ra, nên các bạn phải vặn ga ra to để nước nó sẽ ra dễ hơn. Khi các bạn khi nước đã ra rồi thì bắt đầu chỉnh ở mức ga hợp lý để phun. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng máy phun thuốc hãng Motokawa nha. Tên máy là MKS35N. Bình phun thuốc 25 lít.